hôm nay thì chị Dung đã có chia sẻ, có phát biểu rằng là năm qua thì chúng ta đã có những thành tựu bằng sự cống hiến đóng góp của CND chúng ta. Nhưng năm 2024, năm của khủng hoảng dần qua đi, năm của con số 8, vậy thì năm đấy sẽ là năm mà chúng ta sẽ thể hiện thế nào để bứt phá bùng nổ, đúng không? Vậy thì sau đây sẽ là một hoạt động, một nhiệm vụ, một game show vô cùng thú vị để chúng ta sẽ cùng thể hiện là chúng ta làm những lĩnh vực gì anh chị? Ngân hàng, tiền, đúng không ạ? Chúng ta làm việc với con số. Vì vậy cho nên sau đây chị Dung có nói rằng là muốn kiểm tra, gọi là thực phẩm kiểm tra năng lực về mặt vừa nãy là ví dụ như anh Dung cũng có nói rằng là ngày xưa là phải học bảng cân đối kế toán. Vậy thì bây giờ các anh chị sẽ kiểm tra trình độ gọi là nhầm tính, tính toán đếm số đến đâu. Và tránh trường hợp là đếm tiền thì nhầm là rất nguy hiểm, cho nên là đếm số là phải chuẩn. Vậy thì sau đây sẽ có một game show vô cùng thú vị, rất đơn giản, đó là các anh chị em sẽ thực hiện là đếm số. Ai đến đúng nhận quà, mà ai đến sai khoác ba lô đi về trong đêm. Sẵn sàng chưa? Okay. Được chưa? Có nhận thưởng tháng 13, 14 được thưởng Tết hay không? Nào, game này. Được chưa? Anh chị nhớ nhá. Rồi, hôm nay vỗ tay những người chơi của chúng ta được không ạ? Game show rất đơn giản như sau. Game show như sau. Bây giờ nhiệm vụ của các anh chị rất đơn giản, chỉ là đếm từ 1 đến N. Ok chưa? Rồi, nào. Ai đến? 1 3. Rồi, đến 3 thì mình không đếm là 3. Ngược lại với 3 là má. Ok, ngược lại với 3 là má. Mình sẽ không đếm thành 3 mà mình đếm là má. Ok. 4 5 5 không đếm là 5. Ngược lại của 5 là gì ạ? Là tháng. Ok ạ. Thế đâu, đơn giản nhỉ? 6 7 Trời, bây giờ mình không đến là 9, 9 mãi rồi, 9 nhiều quá đấy nhừ. Mình kể không gọi là 9 mà mình gọi là sống. Sống, ok. Chỉ có đơn giản vậy thôi. 3 thì đọc là má, 5 thì đọc tháng, 9 thì đọc là sống. Vậy thôi ạ. Và cứ như vậy nếu mà 13 thì đọc là 13. Ừ, đúng rồi, nó tương tự các số còn lại, tương tự. Được chưa? Rồi, và cứ trong vòng 3 giây, ai không giữ được đáp án xin mời về cho không nhận quà. Được chưa? Và đương nhiên là chị Dung sẽ ghi lại tên để cuối tháng, cuối năm là có quyết định là thưởng Tết hay không. Ok ạ? Vỗ tay những người chơi để bắt đầu game show. Nhạc vui. Ok, sẵn sàng chưa? Nhạc này nghe là biết là thưởng to hay không, biết rồi. Ok, chuẩn bị ngay. 3 giây đưa ra đáp án. Với game đến tiền, bắt đầu. 1 2 3 4 5 Mời anh. Vâng, chúc mừng anh. Một tràng vỗ tay thật lớn, chúc mừng anh. Nhưng mà vì anh là người đầu tiên, vậy đây là nắm tay để chúc mừng anh là người đầu tiên trả lời sai thôi. Nhưng mà thôi, lần đầu là ưu tiên nhé, bỏ qua nhé. Đấy, đây là mới vào, cho nên đến tiền còn bao lo. Ok, bỏ ra bỏ qua. Anh em này nhắc thử, ok rồi đúng không ạ? Rồi, vỗ tay để bắt đầu nha, chúc kì. Anh em nhìn tôi rất là xanh nhạc, cho nên là mình bắt đầu từ đây này. Âm nhạc lớn lên đây ạ, chuẩn bị. 1 ạ. 2 4 Ừ, hết giờ ạ. Và không cần đến, chúng tôi nhận trong đầu hết rồi, quá 4 giây rồi. Và lại xin mời về chỗ. Vâng. Rồi, chuẩn bị. 1 2 3 4 Em đổ rồi thì chị không cần phải là 4 nữa. Vâng. Mời chị về chỗ. Ok. Ok chưa? Người này nó khắc nghiệt lắm. Đến tiền rồi, đúng không ạ? Chúng ta phải chuẩn chỉ, không có sai. Đang đến tiền là không được phép sai. Đây phải rất chuẩn. Ok, chuẩn bị. 1 2 Nếu mà em xin mà muốn nó điên sẵn luôn, nếu nó gọi 7 tám thì tóm lại là 7 hay 8? Tại bỏ ngôi nhá, tại xin thôi. 8 6 10 11 15 14 18 là chúng tôi muốn tìm lại là ba người còn lại cuối cùng ở sân khấu được nhận quà to. Ok chưa? Năm người này là quá bản lĩnh rồi, là chắc chắn được quà, nhưng chỉ có ba người ở lại cuối cùng được nhận quà to rồi. Ok, sẵn sàng chưa? 1 2 3 4 5 6 7 8 6 10
11, 12, 13. Ok, rất là mãnh liệt đấy, nhưng mà nó chưa đúng thôi. À vâng ạ. Mời, nhận quà nhất qua con bé, con bé xin mời. Mấy anh xách cái con đặt cái nhà để nhận quà. Chỉ có người thắng được nhận quà trên sân khấu thì vinh danh thôi. Ba người đấy. Ủa, ba người rồi đấy. Cố lên nhận cả sĩ. Hát hay rồi, cống hiến rồi nhưng mà nhận quà thôi, đây là trọng vẹn. Ok, chuẩn bị đây. 1 2 3 4 5 Nắm tay em thật chặt, giữ tay em thật lâu, thương em một câu là hãy đi xuống tận cái cuối con đường. Vỗ tay cho ba người còn lại nhá. Ba nhỏ, ba nhỏ, anh ơi. Bên này rất ba nhỏ ơi. Bây giờ kiểm tra này. Trong ba phần quà lớn nhất chắc chắn anh chị nhận được rồi. Nhưng ba phần quà này thì có một phần quà đặc biệt nhất. Giá trị 14 16 17 18 16 20 21 22 23 24 2 26 27 28 29 30 Chương trình không có 30. Ok, cảm ơn anh, ca sĩ hát rất hay. Vâng, một phần quà, vâng ạ. Chúng tôi đã đánh dấu giá đây ạ. Vâng, cảm ơn, chúc mừng anh. Món quà rất dễ thương, chúc mừng. Bây giờ chúng ta sẽ tìm ra. Vâng, cảm ơn anh, vỗ tay. Vâng, anh về chuẩn bị cho tiết mục tiếp theo của mình ạ. Ở đây là cố tình về sớm nhưng mà chuẩn bị tiết mục sau ạ. Cảm ơn quý vị, chứ không phải là anh ấy đến nhầm đâu. Rồi, nhưng mà dù sao cũng là đến nhầm thật. Và bây giờ, một nam một nữ âm dương là cân bằng rồi. Vậy bây giờ, chuẩn bị. 1 2 Má 4 Tháng 6 7 8 6 6 Ok. Tôi bảo rồi, sống không chín quá nhưng mà cũng không để sống lần hai. Ok không? Chúc mừng chị. Rồi, cảm ơn.